khô rồi đó, mình cơm chưa chín được. Ăn khô khô ăn được. Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà, chào cả nhà. Gấu gấu ngủ rồi. Hiện tại gia đình mình đang có mặt ở chỗ cái ao bể. Hồi chiều thì anh ba với Thánh Liệu với anh Bình có giăng tay lưới. Thì mình có thăm cái cử chiều rồi cả nhà. Thì trúng đậm lắm. Mấy anh em nấu cơm đồ ăn uống xong rồi quýnh câu hết giác. Giờ đợi nước nó vô đầy nên mình cho cái xuồng nó vô á, mình cuốn hai tay lưới rồi mới về. Buổi tối này thì mấy anh em chắc hy vọng là chắc có cá bự dính. Mình ráng đợi nè. Nước hiện tại nó đang vô. Một chút nữa mới vô được. Vô thác à. Quá dữ. Lưới nằm bên nào anh ba? Để lưới nhỏ trước đây. Anh bơi qua trên. Đây nè, lưới đằng này nè. Nhỏ trước, nhỏ cuốn đâu đó rồi anh ba. Bắt cái đầu trong bờ đó. Cái gì? Cái hương dợn. Cái hương dợn đó. Cái hương dợn. Cái này ngon lắm. Gõ không biết nó cá chẽm không? Cá chẽm luôn. Nước chảy quá chắc không dính đâu, quan trọng là tay lưới lớn á. Chết queo rồi. Nó ngủ rồi. Cá cái này kho mặn ngọt ngon lắm, đổ cái xuồng trâu quá ngủ rồi cả nhà. Cá con bự dính cá lóc mà chịu vuột. Lưới này dễ gì, lưới này dễ gì dính nó. Lưới được lưới ba màng được. Dính cá gì nữa nè, con cá cái bịch. Cá bự bự không? Đụng đụng. Đều đều không ha? Nước chảy nó đùa gác nó lâu á. Không cát nữa kìa.
gớm. Rồi tha luôn. Thấy nhỏ quá, muốn không nhiệt tình hả? Cái gì dữ vậy? Vừa mỏ. Cái rảnh nữa. Anh ba nọ nữa nè, vô em lấy cái gì bỏ vô. Cái gì vậy? Đúng cái sạc cái đen. Cái rảnh hả anh ba? Chim. Cái chim thả nó đi, nó nhỏ mà. Đứa này không dính cá bự đâu, đâu có ba màng đâu. Dính cá gì nữa kìa. Cá phi. Thả luôn đi. Cá rảnh này nhỏ, thả lại luôn ha mày. Thả luôn. Thào cá muối. Sáng ngày chiên quỉnh luôn. Chuối rồi. Đứa này dễ gì, khóa lủng. Đứa bự rồi. Vô rồi. Cát thì bắt cát thịt lắm. Ừ, còn sống luôn. Đây, mấy em này dễ cưng lắm. Nằm yên, nằm yên nha. Cà phê. Có cá bự rồi, có cá nhỏ chứ. Tới lưới bự luôn hay gì? Lưới bự văng sao vậy anh Bình? Dính vô đầu lưới bự rồi. Cuột vô lưới bự luôn hả? Dính cá gì đó luôn rồi. Cá phi nổi lên luôn kìa. Bỏ đại lên luôn đi chứ. Nó dính nhiều quá, mấy mình cuốn mình để lên đi anh ba. Hồi gỡ từ từ.
nhiều dữ chưa. Sao cái tạc thức khuya là nó mới nhức cái lưng rồi đó. Anh Bình có bị mỏi không? Ghe vừa chạy ghe vừa gỡ chạy tịch 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 tịch. Con cá nó quậy bụm bụm luôn. Dính chỗ cà phê nãy đó anh bà. Từ từ anh Bình ơi. Xe lọn hết trơn rồi. Dính cà phê bự nữa kìa. Cà phê. Ghét quá không dính. Cà phê nữa. Ba con. Lưới này về mua sạn lại chết luôn. Gì? Sạn lại chết luôn. Nước ở ngoài đạp còn hơn là thác chảy nữa mà phải dính gối chứ. Em vô quay xui vậy trời. Chiều cái quận chiều dính thì ghê luôn à. Ồ, lần đó nó dính nè, quậy đó phải không? Cá nó bự à. Này dính nè. Lộn lắm. Cũng nhỏ. Nhỏ mày dễ mạnh với mày. Ồ, con cái gì bự vậy? Có khi hết hồn, có khi hết luôn nữa hả? Cũng 5-6 con rồi đó. Đạp nước vô dễ gì.
rồi rồi. Ôi, nước nó đập vô tới đây hết hồn. Xe nó không phải trong nội bộ. Quá dữ, bắt tài này quá dữ. Rồi chơi vô cây dừa, chơi vô cây dừa. Ê ê ê ê, bum bum chưa. Quá hay bác tài ơi, chơi qua nay. Phải biết về sớm được anh hai ơi, không có con khỉ gì chưa. Bắt phải chiều hết rồi. Chua ăn khúc này nè. Ok, có đinh nha. Rồi dưới này. Chạy vô, cho nó chạy vô. Móc cái lái qua bên đây nghệ á. Móc cái lái qua bên ừ. Dính vô cái dừa nữa rồi. Trời ơi, đừng lội, đừng lội. Móc qua cái dừa á. Nãy ta ra được cái mũi, không chịu ra được cái đít. Hên quá ra. Được 6 cây con vậy. Cuộc dây vô đi, về. Chạy về bản, để anh em gỡ cá từ từ về. Về bản nó review thành quả cả nhà.
7, 6 con phi.